Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang xem chương trình điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh truyền hình Phật sự Online TV. Chương trình hôm nay, thứ sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Đại lễ Dương Y Kathina năm 2019 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai. Cần Thơ, trường Trung cấp Phật học tổ chức kỳ thi giữa học kỳ lớp cao đẳng Phật học. Trà Vinh, lễ Dương Y Kathina tại chùa Sattharam Kompong Sala. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 11 tại Thiền viện Phước Sơn, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã long trọng diễn ra lễ Dương Y Kathina. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, lễ Dương Y Kathina mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Hàng năm sau mỗi mùa an cư kết hạ, theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, tại Thiền viện Phước Sơn vào ngày 12 tháng 10 sẽ diễn ra đại lễ Dương Y Kathina. Quang Lâm tham dự có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, chư tôn đức tăng và hàng nghìn Phật tử. Lễ dâng y Kathina được xuất phát từ lòng hảo tâm của các Phật tử kính dâng lên chư tôn đức tăng sau mùa kiết hạ. Phật tử từ khắp nơi sắm sửa y bát và vật dụng cần thiết để mang đến Thiền viện Phước Sơn kính dâng chư tôn đức tăng khi mãn hạ. Trong nghi thức buổi lễ, Hòa Thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ với Phật tử ý nghĩa của lễ dâng y Kathina cho hàng Phật tử hiểu rõ thêm về nghi lễ trọng đại này. Ban lời đạo từ, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đã tán thán toàn thể các Phật tử đã hành trì theo hạnh bố thí cúng dường và cầu chúc toàn thể quý Phật tử khắp nơi được an lạc trong cuộc sống. Được biết, vào ngày 12 tháng 10 âm lịch hàng năm, Thiền viện Phước Sơn tổ chức lễ dâng y Kathina, vì vậy đây là cơ hội cho Phật tử được gieo duyên cúng dường nhằm tạo thêm phước. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 11, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Trung ương đã có thông báo số 019/TB-BHP-TU về việc tổ chức hội thảo Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử. Thông báo về việc tổ chức hội thảo Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử. Kính gửi Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 8/2017-2022 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ công văn số 274/CV-HDTS ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức hội thảo Hoằng pháp và bồi dưỡng Hoằng pháp viên Phật tử tại Lâm Đồng. Căn cứ công văn số 1296/TGCP-PG ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức hội thảo Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử tại tỉnh Lâm Đồng. Để công tác tổ chức được triển khai kịp thời và thành công, Ban Hoằng pháp Trung ương xin thông báo đến chư tôn đức Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành nội dung như sau. 1. Thời gian 4 ngày. Ngày 1, 2, 3, 4 tháng 12 năm 2019 nhằm các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Chiều ngày 1 tháng 12 năm 2019 đón tiếp đại biểu. Ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 năm 2019 hội thảo. Ngày 4 tháng 12 năm 2019 tập huấn ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới. 2. Địa điểm Hoằng pháp viên tại chùa Linh Sơn, giảng đường trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng. 3. Nội dung hội thảo và tập huấn. Chủ đề hội thảo: sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử. Các chủ đề tọa đàm thảo luận chuyên đề: 1. Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện. 2. Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện. 3. Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện. 4. Thành phần tham dự: chư tôn đức tăng ni Ban Hoằng pháp Trung ương 34 tỉnh thành phía Nam và 6 tỉnh phía Bắc. Ban Hoằng pháp và các tỉnh thành mỗi tỉnh cử 10 vị đại biểu tham dự. 5. Phương tiện đi lại tự túc. 6. Cư trú và ẩm thực, cư trú ẩm thực ban tổ chức cúng dường. 7. Phương thức thực hiện: quý ban lập danh sách các thành viên đại biểu tham dự hội thảo theo biểu mẫu như sau. Số thứ tự: đạo hiệu, giáo phẩm, thế danh, năm sinh, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại và Zalo.
danh sách đoàn hoan hỷ ghi rõ chức vụ, số điện thoại di động và Zalo của các đại biểu để ban tổ chức tiện việc sắp xếp và liên lạc. 8. Thời gian gửi danh sách đoàn. Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Email: hội thảo Hoàng Pháp Lâm Đồng @gmail.com. Mọi thông tin chi tiết xin hoan hỷ liên hệ Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoàng Pháp Trung ương. Số điện thoại 0982 760 624. Zalo 0982 760 624. Đại đức Thích Thiện Thật, số điện thoại 0902 850 595. Phó thư ký Ban Hoàng Pháp Trung ương. Đại đức Thích Trúc Tiếp, số điện thoại 0935 838 453, Phó thư ký Ban Hoàng Pháp Trung ương. Kính mong quý ban hoan hỷ triển khai nội dung thông báo này để khóa hội thảo và tập huấn được thành tựu viên mãn. Thay mặt Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã ký. Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Kỷ Hợi, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ đã trang nghiêm khai mạc kỳ thi giữa học kỳ 2 năm thứ 2 cho tăng ni sinh lớp cao đẳng Phật học niên khóa 2018-2020 tại giảng đường Chùa Long Quang, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Quan Lâm tâm dự có Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực kiêm trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ, Đại đức Thích Lệ Ngôn, Phó chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức tăng ni Ban giám thị Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ và sự hiện diện của 71 tăng ni sinh lớp cao đẳng Phật học đang theo học tại trường. Tại buổi lễ, Thượng tọa Hiệu trưởng đã có đôi lời nhắc nhở và sách tấn đến tăng ni sinh trước khi bước vào kỳ thi. Thượng tọa nhắc nhở các tăng ni sinh phải thực hiện nghiêm túc, đọc kỹ đề trước khi làm bài và tuyệt đối không được vi phạm quy chế thi của nhà trường. Được biết, kỳ thi lần này diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 11 tới ngày 8 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi, với 8 môn thi gồm Tín ngưỡng và Tôn giáo Việt Nam, Quản trị hành chánh và Từ viện, Kinh Trung Bộ, Kinh Kim Cang, Dẫn nhập Triết học Phương Tây, Dẫn nhập Triết học Trung Quốc, Triết học Phật giáo và Văn học Pali. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 11, Thượng tọa Thạch Ngọc Rô, trụ trì chùa Công Bông Sa La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức lễ dân y Kathina Phật lịch 2563 nhằm chúc mừng sự thành tựu của chư tăng mãn hạ, đồng thời tạo phước duyên thiện tâm cho hàng Phật tử thực hành hạnh bố thí, cúng dường và hộ trì tăng đoàn. Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thạch Khuôn, Phái đoàn Phật giáo Campuchia, Thượng tọa Thạch Ngọc Rô, trụ trì chùa Công Bông Sa La, chư tôn đức trong bổn tự, ban quản trị chùa, các gia đình Phật tử trong địa bàn huyện Trà Cú phát tâm cúng dường cùng các Phật tử tham dự đến từ Campuchia. Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi và trang nghiêm với những nghi thức truyền thống Phật giáo nguyên thủy như cử hành nghi lễ chào cờ, tụng kinh, lễ bái tam bảo v.v. Thay mặt ban tổ chức, Thượng tọa Thạch Khuôn đã có đôi lời tán thán tinh thần quý Phật tử hộ trì tam bảo trong buổi lễ. Đồng thời, Thượng tọa sách tấn hàng Phật tử cần phải cố gắng và thường xuyên thực hành hành cúng dường bằng tâm lực và trí lực để vun bồi phước đức cho cuộc sống hiện tại và tương lai ngày càng tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Tiếp theo là phần tin từ thiện. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi, chùa Bà Đa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã kết hợp với chính quyền quận Ngũ Hành Sơn tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại đức Thích Tông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trụ trì chùa Bà Đa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn, các cơ quan ban ngành phường Mỹ An đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Võ Văn Tuấn, trú tại tổ 13, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Võ Văn Tuấn, Đại đức Thích Thông Đạo đã vận động quý Phật tử hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với các cấp chính quyền địa phương chung tay xây dựng cho gia đình ông Tuấn có được ngôi nhà mới vững chắc hơn khi mùa mưa bão về. Dịp này, đại diện chùa Bà Đa và chính quyền địa phương cũng có những phần quà thiết thực chúc mừng đến gia đình ông Võ Văn Tuấn. Sáng nay ngày 8 tháng 11 năm 2019, Hội Từ thiện Phật tử chùa Phổ Minh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi phát quà cho 200 bà con có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Hội Từ Thiện Phật Tử Chùa Phổ Minh do Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, trụ trì Chùa Phổ Minh làm trưởng đoàn. Đón tiếp đoàn tại đây có ông Trần Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá, ông Trần Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà Hà Thị Út Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã cùng đại diện 200 hộ gia đình đến tham dự. Tại đây, đoàn đã trao 200 phần quà cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 bộ chén, tổng giá trị 300.000 đồng. Tổng kinh phí từ thiện lần này là 60 triệu đồng. Được biết, đây là lần thiện nguyện thứ 11 trong năm 2019 của Hội Từ Thiện Phật Tử Chùa Phổ Minh thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Thượng tọa Thích Minh Tiến có đôi lời chia sẻ, đây là những phần quà do nhiều Phật tử đóng góp, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, truyền thống lâu đời của dân tộc. Thượng tọa cũng gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên đến bà con, hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ là nguồn động lực giúp đỡ bà con vươn lên và có cuộc sống ổn định hơn. Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo địa phương, ban ngành, đoàn thể xã đã tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Hội Từ Thiện Phật Tử Chùa Phổ Minh nói riêng, đóng góp vào các hoạt động cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn. Đại diện cho 200 hộ đến nhận quà, chị Nguyễn Phương Trâm gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã trao những phần quà thật là ý nghĩa đến bà con. Ông Trần Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đại diện chính quyền, tặng hoa cảm ơn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Tiến cũng như Phật tử Chùa Phổ Minh. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 8 tháng 10 năm Kỷ Hợi, tỉnh xã Ngọc Vân, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, huyện Phú Quý và Bắc Bình. Ni sư Viên Liên, Phó Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, trụ trì tỉnh xã Ngọc Vân, Bình Thuận, đã đồng hành với Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Thuận, trao tặng 520 phần quà với tổng trị giá 214 triệu đồng. Trong tổng số 520 phần quà, có 60 phần quà trao tặng đến bà con bị nhiễm chất độc da cam, huyện Phú Quý, trị giá 24 triệu đồng, 60 phần quà trao tặng đến các cụ già bệnh tật trị giá 30 triệu đồng, 200 phần quà dành tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng và 200 phần quà hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa trị giá 80 triệu đồng. Tại buổi trao quà, đại diện đoàn từ thiện Ni sư Viên Liên có đôi lời động viên đến bà con, cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên để tìm hạnh phúc, mong rằng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bà con huyện Phú Quý và huyện Bắc Bình. Ni sư cũng chân thành tri ân quý lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam, các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận đã làm cầu nối cho tỉnh xã Ngọc Vân cập bến yêu thương tại huyện Phú Quý và huyện Bắc Bình. Buổi phát quà được khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của người trao và người nhận. Chùa Linh Ứng, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cùng với các phòng ban thuộc huyện Hòa Vang, thôn Thạch Nham đã trao tặng căn nhà tình thương cho bà Ngô Thị Hồng vào ngày 6 tháng 11 năm 2019. Về dự lễ bàn giao có đại đức Thích Trúc Tín, Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trị sự chùa Linh Ứng cùng đại diện chính quyền, hộ gia đình bà Ngô Thị Hồng là gia đình nghèo của xã, có 2 trong 3 người con bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên cuộc sống hết sức khó khăn và nhà ở bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình mưa bão năm 2019 lại về, chùa Linh Ứng bà Nà đã ủng hộ 50 triệu đồng kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang để chỉnh sửa lại ngôi nhà cho gia đình bà. Thưa quý vị, chương trình Điểm tin hàng ngày của kênh Phật sự Online TV xin được kết thúc tại đây. Kính chúc chư tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.